Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em xét một cái máy bù long cho một công ty điện điện lực. Họ làm đường điện 500 kV. Thì mình sẽ xét cho một anh này là một cái sạc nhanh nhất hãng, sạc nghiệp phát nha, và một cái máy bù long 3/4, và lực của nó là 2034 Newton cộng với hai cục pin 8A và một cái túi xách rất là thể thao. Túi xách này thì ở Việt Nam thì anh em cũng chưa có bán đâu nha. Đó, túi xách rất thể thao. Rồi. Tại vì họ yêu cầu là họ bắn mấy con ốc mà đỡ họ làm trụ điện. Trụ điện mà 500 kV Bắc Nam đó anh em. Thành ra là mình set cho anh em là set hai cục pin 8A, pin dòng xả cao luôn. Pin này nó sản xuất 2021 luôn. Và điện này mình lên điện 220 sẵn cho anh em để anh em đi làm. Rồi, nó là hai pin 2 A và một sạc nhanh. Lưu ý là cái sạc này là sạc lớn nhất hãng nha, nó mới sạc được cái những cái cục này nó nhanh được, chứ sạc mà sạc chậm xíu thì nó không có sạc được cái A đỡ cho nhanh. Tại vì pin này là pin red lithium dòng xả cao và dung lượng lớn, thành ra phải sạc bằng sạc nhanh mới sạc được. Và cái món tiếp theo là cái Milwaukee 2864 này là đầu khẩu của nó là 3/4, nó rất là to và lực của nó rất là khủng, 2034 Newton, nó đủ đỡ cho anh em mở ốc 41 trở lại và mở xe container ok luôn. Thì cái này là người ta chuyên làm trụ điện, trụ trụ sắt thì đủ khả năng, và hai cục pin 8A thì cũng đủ khả năng đỡ mà làm công trình. Rồi mình sẽ test cho anh em xem. Pin này là pin pin 21 nha anh em. Đấy. New thì tận sớm là mình cũng đã đập hộp ra cho anh em xem. Cái combo này thì nó là 14 triệu. Nó có on key điều khiển qua tốc độ và điều khiển qua điện thoại. Rồi. Máy này hàng Mỹ về, có chứng nhận UL và lực dòng tốc độ của nó là 1.800 vòng trên phút. Có 4 cấp độ.
Rồi, túi xách bao gồm có máy, hai pin, sạc, túi xách. Rồi, anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Cái túi xách này thì cũng bán lẻ cũng có nha anh em. Túi xách này cũng rất là pro. Đây, nó có túi ngang túi riêng trong trong này, cỡ bên thành. Đấy. Túi này 500. Đấy. Túi này 500 chỉ còn 2-3 túi thôi. Những anh em nào muốn nhanh tay liên hệ 0962 232 180 em Tùng. Vâng, em cảm ơn anh em.